đó, Vĩnh Thảo coi diêm nhá, đấy Vĩnh coi Thảo này, đây, đấy đấy đấy, mình cứ thổ này nó. Xin mến chào tất cả các bác anh chị quay lại với Nắng Như Tây Nguyên TV nha, lại là nông dân Tây Nguyên đây các anh chị ơi. Thì chiều nay em lại tiếp tục ra vườn và thăm vườn coi xem nó có sự thay đổi gì không, có khác gì không. Cứ mỗi ngày thì nó có một giai đoạn, mỗi ngày có một cái sự thay đổi, thì cũng sẽ chia sẻ từng giai đoạn một cho tất cả các anh chị cùng xem sự thay đổi của nó. Hôm nay nó thêm một cặp lá, thêm một cái bông, rụng bớt một cái bông, hoặc là thất bại một cái gì đó thì cũng chia sẻ cho các anh chị nắm tình hình. Đấy, cái sự tơ bây giờ thì nó đã phát triển mạnh rồi. Và chân dây này, đấy, chân dây đợt này xịt được nấm với đồ các thứ nó trái đầy luôn các chị. Xung quanh bờ rào kia cũng trái đầy luôn, nhưng mà một số là nó bị giống kiểu là từ trước giờ mình chưa bỏ phân bao giờ, nó thiếu dinh dưỡng, nó rụng hoa nhiều, cho nên hắn đậu thì chắc cũng tha hồ mà hái. Nhưng mà như này thì cũng thấy trái nhiều lắm rồi các chị, nó bóng bậy này. Đợt này mà bán chân được chân đẹp thì chắc cũng giá nó cũng được cao cao đấy. Thứ nhất vừa đây mình trồng chen để này chắn gió luôn, để giống đây một cái bức tường này, một cái bức tường này nó chắn gió, nó đỡ biết bao nhiêu gió cho cái sầu riêng nhá, nó cho sầu riêng tơ này nó phát triển này, nó không bị tạ tơi cái lượng gió, và vừa mình kiếm thêm được thu nhập. Sau này nó đến thời kỳ như mấy cái này nó to hết rồi thì mình sẽ ăn thời gian thôi, cái này nó ăn thời gian thôi, nó sẽ tàn thôi các anh chị. Đây là may là hắn được thêm được đợt này thì nó nhìn nó xanh xơm này, nó trái, chứ đợt trước là nó cũng tạ tơi hết rồi, phía trên nó tạ tơi chặt hết rồi, nó quanh đọt rồi chặt hết rồi. Còn phía này bây giờ thấy nó đẹp đẹp nên là vớt phát lại chút vốn, tại vì trước mới lấy đủ tiền vốn này, chưa có tiền công. Hôm nay thì một đợt này thì thấy ra bóng bẩy nhiều trái này, chắc khả năng là sẽ kiếm thêm được ít tiền thuốc, tiền phân để đầu tư lại cho cái sầu riêng nhé. Đấy, hôm nay thì cùng thăm lại vườn, cùng thăm coi cái bông nó có ảnh hưởng gì không, có rụng tháo khớp không, và nó có thay đổi gì, chia sẻ với bác chị luôn nhé. Và sẵn nữa thì cũng mời các anh chị cùng thăm lại vườn phía trên của nhà ông già coi có khác gì, thay đổi gì không. Hai vườn thì cách làm khác nhau, mỗi người mỗi vườn mỗi khác, nên là thử coi cái sự hiệu quả nó như nào. Các anh chị cùng thăm vườn nhé. Đấy, bông sổ là mình xoa cho nó rớt cái vỏ bên ngoài đi cho nó sạch, đỡ những con côn trùng hoặc những cái nấm khuẩn đu vào nó bám không chị. Bên ngoài đọt thì mình đã vặt hết rồi nên là cái sự dai chắc của cái bông nó vẫn đảm bảo. Đấy, đi thổ mà nó không rớt cuống bông là mừng. Ngày qua thì nó sổ ít hơn đúng không chị. Đây, những cái này dính chặt này, mình phải khở ra để cho nó thoáng cái cuống. Đấy, thổ nó rớt hết rồi. Ngày hôm nay chắc sổ ít hơn ngày hôm qua, ngày hôm trước nhiều hơn nữa, còn ngày hôm qua thì vẫn cũng vừa. Còn ngày hôm nay thì một số này chiều nay bắt đầu sổ được các chị. Thổ phát ra sạch bong luôn. Đây là những trái non này. Đấy, cái này trước là cũng có hiện tượng tháo khớp mấy bông rồi nha các anh chị, nhưng không đáng kể. Đấy, chung cái bộ đọt bên ngoài mà không đi mà chặn đứng được, cảm giác là nó an toàn. Đấy, bộ lá thì vẫn đang xanh. Đấy, đấy, bộ lá này.
Cái này sổ nhiều nhất này. Đầy gốc luôn. Đây, mấy bữa trước cái sổ, cái số này, số bữa trước này. Đó, vẫn tháo que diêm nhá. Đấy, vẫn có tháo này. Đây. Đấy, đấy. Đấy. Mình cứ thổ là nó. Cái nào rớt thì rớt thôi. Đây. Hai ba chùm trong một nhánh thì nó phải rớt bớt này. Chứ không thể nào chắn được. Đấy. Cái nào rớt thì cho rớt thôi, chấp nhận. Đây là số này, sổ ngày hôm qua này. Hai bữa nay thì em cũng đi quét phấn. Còn mấy bữa đầu tiên thì nó sổ lác đác đôi bông thì không đi. Đây, vẫn có tháo nhá. Cây cái này vẫn có tháo quá chị. Đấy, đổ sổ phát sạch bong. Cảm giác này thấy nó khoái khoái. Đấy, chặt. Đấy, thấy không? Nó phấn phải đó, nó phải 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 rụng chứ không rụng không. Bây giờ làm còn còn lại mấy mấy căn này. Lâu lâu đó, nó sẽ sổ bớt, lâu lâu rụng bớt. Kiểu gì sau này nó cũng đu, đâu có được nhiều đâu. Nên là rụng trước thì rụng sau, rụng nó rụng ít ít cho mình được. Canxi bo thì cũng đã tăng cường hết rồi. Đấy, bổ trị ở đây luôn. Đấy, ngày hôm nay thì thấy lượng bông sổ thì ít này. Nhưng mà mình cũng phải tranh thủ mà quét cho nó. Đấy, sổ hồi là mật nên nó dính đầy tay quá chị. Nhá. Mong nó gắn cho được vài bữa nữa. Hai bữa trước thì cũng có trận mưa nhưng mà mưa vừa vừa các chị, nó cũng chắc chưa đến nỗi không ảnh hưởng đến cái bông của mình đâu, tại vì mưa trong bên ngoài tán lá, nó có lá nữa nên là nó cạn bớt lại rồi thì chắc khả năng là nó cũng vẫn chưa ảnh hưởng. Đấy, sạch chưa? Đấy, đấy xong ra là sạch bong như này là ổn. Cái này mà nước cho nó điều hòa cho nó cân bằng xí nó được. Cái tưới nhiều quá là sợ nó sốc. Đây là một mớ thì không. Nhưng mà nó mong hắn đậu cho nhiều nhiều rồi ít bữa nữa mình sẽ tuyển tuyển trái, trái tròn trái méo thôi thì có cái mà tuyển. Đấy, cái này số này là chiều nay sẽ sổ này. Mình đảo. Đấy. Số chưa. Thổ cái là nó ra sạch bong. Có nhiều cái vườn là nó dính chặt trong nó không ra. Nhưng này thổ cái là ra hết. Đấy, cái nào rớt cho nó rớt. Này, đây, những cái lì mặt này. Là mình phải thổ cho nó rớt luôn. Đấy. Hôm qua cũng đã tiến hành tiện lửa bớt rồi. Vặt bớt nhiều. Đỡ cắn chân dinh dưỡng. Đây, hôm qua vặt. Vặt dưới gót dưới quan chị. Đấy. Này. Đấy chưa? Đây là hiện tượng. Đấy, tháo khớp đấy. Rạn 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 là hết độ kết dính. Đấy. Cái gì nó rụng nó còn được vài trái. Cái cành này cành nhỏ này. Đây. Cành nhỏ mà bây giờ nó còn là. Cái này đu được 3 cái. Cái này mấy cái này. Nhưng mà ít bữa nó không biết là. Nó còn được trái nào cho cái cành này nó không.
nhiều khi nó rụng sạch cái cành nó cũng lên. Cây này thì ngày hôm nay cũng trổ ít này, không đáng kể. Đấy, như cái cây này, cành này mà nó đổ một một mớ luôn thì thôi chứ, ít bữa nó cũng phải tuyển lựa, nó cũng mệt nhiều khi mà nó này, những cái ong đi thụ phấn này nhá. Nó nhiều quá đến lúc cái nào cũng đẹp hết, cũng đến lúc đó nó gây khó cho mình để mình tuyển lựa đấy, phải dặn đâu. Cái này ra đầu tiên này, bây giờ còn được ba cụm đấy, ba cụm trái này. Mấy cây này thì chỉ cần là trong vòng 2-3 ngày tới nữa là nó sổ gần tương đối rồi, là ổn, là qua được khỏi cái giai đoạn nguy hiểm nhất và gặp mưa trôi phấn. Đấy, cái này ngày hôm qua cũng đã tiến hành tạo dáng lại cho nó, kéo hiểu nếu bây giờ bạn chị nhìn thấy về bên này không. Đấy, bây giờ kín mít rồi. Hôm trước là lép mất vế bên này, mà sau khi tác động của con người chỉnh sửa cho nó, bây giờ nó đã vô khuôn khổ đẹp rồi. Thời gian nữa lá nó ra nữa là ok luôn. Đấy, bên trong này đã chưa, mình cứ vặt mà vặt vẫn chưa hết này. Cái này ngày hôm nay cũng trổ ít. Mấy con bộ trị nó tấn công này, ăn cho mình cái hoa mình bị lóc lóc hết này. Cái nước này ở trong này các bác gì, cái nước đâu trong nó cứ rỉ rỉ nước đó, cả nước mật và cả nước trong cái bông đó. Đấy, như cái này đỏ non đi đỏ cây luôn. Nó cái này thì đang có mấy bông, nó cứ để đại nó được được không được thôi, chứ nó để lấy cái bộ lá này cho nó phục hồi, cho nó cây nó phát triển nhanh để sang năm mình sẽ làm trái cho nó mọc. Có mấy bông mà cái còn bông lá nhiều thôi các bác chị, cần bông lá này, này. Bông này là sao đậu. Đấy, để đại này. Đọt ra đã luôn. Đấy, thấy chưa? Đọt sung lá này, để cho nó mở bình thường này, không chặn không hạn này. Đó, to, mập lá. Đây, cái này hôm qua phát buổi tiêu ra cái nhìn thoáng đẳng cả cái cây ra luôn quá chị. Cây này cũng bắt đầu sổ rồi, đọt trên là vẫn đang đi. Cây này cây hy vọng kiếm được bao nhiêu trái. Cây bị suy là đang muốn lại phục hồi nó đấy rồi. Kể nó này, đọt ra đi ác gì con chị. Đấy, trên rồi, khỏe cây ấy, mập đọt nhá, lá xanh dày luôn. Đấy, dư được cái bộ lá này ít bữa nữa cây này nó sẽ sum xê tán luôn. Hồi xưa cũng nằm trong cà này, bị chết hết phần tán dưới này, mà bây giờ lên trên này, bây giờ nó phục hồi lại, nó sung cây chưa.
Đấy, có nhiều cây xấu nhưng mà có bác chị mà chăm sóc lại được, giữ được bồn nấm, bồn mà giới xử lý nấm rễ thì cây nó lại phát triển mạnh lại và nó cho mình cái bộ lá đọt. Đấy, khỏe cây chưa? Trên này của vườn ông già này lâu rồi, bây giờ thì chia sẻ cho bác chị cùng thăm lại xem coi có cái vườn này nó có khác gì, thay đổi gì chưa không. Đấy, bố chị cũng tấn công đầy luôn. Bắt đầu sổ rồi nhá. Đấy, nấm rồi, thuốc rồi, các thứ là đã xịt hết rồi. Bây giờ thì nó cũng tương đối ok rồi. Hôm trước là bị sâu nó tấn công, nhưng hôm nay thì sạch rồi. Đấy, bông thì cũng đã tiến hành tỉa thoáng rồi. Đọt thì bắt đầu phóng ra. Đây. Đấy, đọt phía trên này. Thấy chưa? Đọt bắt đầu phóng ra. Lá thì cũng tạm ổn, xanh rồi. Trên này thì vừa rồi giờ ông Trần ông sẽ bị xịt cả gì MKB. Đấy, nói chung đi đọt nhưng mà đọt nó đi vẫn yếu nhá, kém đọt đi kém, bộ lá thì cũng ổn xanh. Đấy, cái bên này lâu lâu thăm lại coi là các chị này, đọt này thấy chưa. Đấy, bắt đầu bông sổ nhụy mà đọt nó lại phóng ra. Đấy, bây giờ ông gà cũng đã bắt đầu tỉa thưa ra này, bông này bỏ đi thưa thưa ra các chị. Đấy, bông tương đối nhiều, đọt ở trên này thấy chưa. Đấy, đọt đi bắt đầu có hiện tượng đi rầm rầm luôn. Cái này mà tưới nước cho vô cho tẹt ga là nó phóng cho thịt. Đấy, nhất là tưới bét nha anh chị. Có vườn của thằng em mà nó tưới bét mà bây giờ nó đã đỏ cây luôn này, bơ này các bác chị này, bơ đầu mùa này, bơ này bơ có trước này, trái này thấy chưa. Ấy, bây giờ những trái nó ra trước này, trái rụng này, này rụng thì mấy bữa nó mới chín nhá, bắt đầu nó có hiện tượng đỏ đỏ này, này vài bữa nó mới chín. Cà phê này xịt được rầy rệp cho nó rồi, nhìn nó sạch hết rồi. Đấy, xịt không còn rệp sáp nữa rồi, nó mới xịt chặt. Đọt bắt đầu vẫn cứ tiếp tục phóng sầu riêng thì đấy, bắt đầu sổ nhiều rồi. Đấy, nằm ngoài đọt này. Được rồi, chân bông này cực đẹp luôn. Đọt trên trên nó bắt đầu. Đấy, bắt đầu có hiện tượng rồi, chớm đi rồi. Đây, phải chặn gấp lại xem có nào. Ngày mai sẽ tiếp tục tưới cho nó các chị, làm mát cho nó. Đấy, nào phải chặn nó đứng hấp này, nó không phát triển được nữa. Mới được
Ồ, chưa? Khủng khiếp chưa? Ấy. Cái hướng gió kia là bây giờ cùi hết, là bây giờ bắt đầu lá non nó ra không anh chị? Mà bây giờ mình vặt đốt rụng đi thì nó còn có cái khung không à? Không dụ được cái bộ lá để nuôi phía đó nó phát triển, dần dần nó chết tán về nó luôn. Bên này thì bên phía 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 hướng mặt trời lạnh thì xanh đẹp hơn. Còn phía mặt trời là mọc thì tả tơi. Đấy, trên đọt này đọt đi rầm rầm. Xung quanh đây, khu vực này thì hầu hết người ta chen sầu riêng rất nhiều rồi nhá. Chăn dây rụng này. Đấy. Ở chăn dây. Bên vườn bên này người ta cũng trồng này. Nào là tiêu, sầu riêng này. Đấy, mấy cái sầu riêng bên kia cũng thấy đẹp này. Cái vườn phía dưới kìa, góc kia cũng trồng với đợt sầu riêng của em mà người ta thu năm thứ hai rồi, sầu riêng người ta chăm được cũng đẹp. Nước hệ thống toàn là bộ là chôn dưới hết rồi, cho rửa bớt cái mặt không lên được, không áp lực đẩy lên không lên. Chân dây này nó bị quằn tàn thế là mà bây giờ để nó vẫn có trái nhá. Bây giờ nó ra cái đợt mới này, trái đây lại đây lại. Đã chưa? Đấy, dại này. Có mặt cái này có nước không? Mật nữa ạ. Trích tay quá. Không lên nổi. Chôn hết rồi nên là cũng khỏe. Đây, cái này đọt này. Chị nhìn thấy đọt chưa? Đó, trên nó phóng đọt mỡ. Nhưng mà được cái một số lá lá trước này. Bây giờ bên làm già cái này nó nào được này. Đó. Già phát là ok luôn. Đây. Dẫn bông này. Cái này tỉa nhiều rồi nhá, hôm trước là bông dày đặc luôn. Còn hôm nay là tỉa bớt nhiều, thoáng. Cái trên này lá queo luôn, đọt này. Lá khủng khiếp chưa? Ở phía ngoài có mấy cây này. Đấy, này. Lượng hoa này. Đấy, dày đặc ở trên rồi. Lũ phụ cần to đọt này, đọt trên đi như rau muống luôn. Đấy, thấy chưa?
Lá buổi chiều nhìn xanh đã nhỉ, dày lá này, ôi quả lá này, lá xanh đen rồi. Cà phê này. Trái sớm này. May cái điện thoại này nó có cái chế độ chống rung, nó cũng đỡ. Chỉ có những khi quay nhanh quá là lướt lướt thôi. Cái chống rung nó hư bây giờ. Bây giờ không có cái may rồi, không có cái điện thoại mà nó chống rung thì quay chắc lắc như răng rụng của bác chị, coi chắc chóng mặt luôn. Cái này có cái chống rung thì vẫn đỡ. Đấy, hoa này cũng chuẩn bị rồi. Tầm chục ngày nữa là nó sẽ sổ rồi. Mấy bữa nay trời động bức, ngày hôm qua, ngày trước thì mà nó rắc mấy hạt mấy. Còn hôm nay thì chưa thấy nó bức động mấy, nên mà không biết nó có mưa không. Đây, các bác chỉ nhìn bên phía đó, phía mặt lá của bên bên hướng mặt trời lặn này. Đã chưa? Đấy, sum xê xanh này. Đọt thì vẫn có phóng ra này. Nhìn đã chưa, mê chưa? Đấy, bộ lá như thế này là nuôi trái là quá đảm bảo luôn. Cành to. Trên này thoáng cành to, ở dưới nhà cành nó nhỏ, cành to này, bông nhiều, bông dày luôn này. Từ trong ra ngoài luôn, để vặt bỏ bớt là nhiều rồi đó. Mà vẫn bông của nó này. Đấy. Đã chưa? Dậy 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 luôn, tha hồ mà tuyển lựa. Đấy, sổ này. Chỗ này chiều này sổ này. Đấy, nước ở trong, nước trong bóng nó tiết ra các chị. Dạ. Của nhà này thì nó cũng lá cũng xanh nhá, cái cành thì hơi nhỏ hơn. Hết năm nay thì nó thoáng như này, bây giờ tiêu chặt hết đi rồi nó sẽ phát triển. Vừa rồi vặt mình đang còn sót một số đọt non không anh chị, một số đó thì nó không đáng kể, không đủ để mà cạnh tranh dinh dưỡng để mà làm rụng cái bông của mình được, trừ khi sốc nhiệt, sốc phân, sốc thuốc thì nói thôi. Đấy. Bông không đều, bông cổ trước cổ sau lung tung. Cái tiêu này chặt thì cho nó héo rồi mà vẫn chưa rời được này. Vì đang tìm chỗ để rời ra ngoài vùng ven bên ngoài trồng để tránh gió xung quanh, mà mắc mấy cái chân dây nên là cũng chưa thể rời được. Vì đang cắn canh mới rời được 5-6 trụ vậy. Còn rời dần dần thôi, chặt cho nó chết cho nó thoáng lên được rồi. Đấy. Nhìn cái sầu riêng về chiều này, tham quan vườn sầu riêng. Đấy, đẹp chưa các anh chị? Mong cố gắng làm được số nhiều xí để cho nó đáng công mình làm luôn. Năm nay thì mới được chục cây,
7 cây ở đây và 3 cây ở trong vườn. Còn mấy cái sầu riêng tơ thì phải 1 đến 2 năm nữa thì mới phát triển được. Đấy, sau khi cắt cành đi, nó cắt những cây tiêu gần nó đi, quá chị nhìn không? Bây giờ nó tán, nó sẽ phụ nhanh mọc cành. Mình tuyển lựa những cành mà mình để nuôi trái thì nó mọc, cứ mỗi cây đọt ra là nó phát triển nhanh, và đồng thời mấy cái cành này nó sẽ mọc ra này, thì mình rút ngắn thời gian lại. Giờ đáng 4 năm mà có trái thì mình chăm đẹp được thì tầm 3 năm là có thể cho trái bỏ được rồi. Đấy, hy vọng cấp tốc thì tầm 2 năm nữa thì sẽ có được tầm 30 cây hoặc hơn 30 cây gì đó, để mình đáng công mình làm luôn. Đây, cây đó trước cắt gần tạo tán tạ tơi, bây giờ nó lại kín lại này. Nó cái cây đọt vừa rồi đi em giữ được bộ lá xịt thuốc gì đồ nó giữ được, bây giờ nó phụ bắt đầu có màu xanh xanh của lá rồi các chị. Như thế là thời gian nữa thôi, cây một cây nữa là nó kín mít rồi. Nhưng mấy cây này bây giờ một cây này một cây nữa là nó kín kín, nó phụ hết cái tán bên ngoài luôn, rậm rạp luôn. Cành này đó, cành là cành nào ra cành đó là nó mọc cành đấy, này là ra là nó mọc. Hồi trước kia là nằm trong giông cà rợp, với lại mình để cành lung tung nhiều quá nên là không thể mọc được, chậm. Bây giờ nhìn cái cành sầu riêng của nhà đây là nó nhỏ hơn so với trên vườn của nhà ông già. Cũng già nó cần to đây cần nhỏ, nhưng bây giờ thì thoáng rồi thì mình chăm thời gian nữa thì chắc chắn là nó sẽ mọc cành ra thôi. Đấy, một buổi thăm vườn và tiếp tục cùng các diễn viên điện tử thăm vườn của ông già phía trên với những cái sầu riêng cây to cành to cũng đi đọt và bông rất nhiều. Và mấy cây này thì cũng đi đọt nhiều, cũng đã tiến hành chặn đọt bằng máy chạy bằng cơm. Bây giờ thì đã hết rồi. Đấy, nhìn lá vẫn xum xê, lực ở trong bông thì không có sự cạnh tranh dinh dưỡng phía ngoài nữa, tập trung phát triển. Sáng mai em sẽ tiến hành tưới nước cho nó, tưới lướt qua độ ẩm trên cây cho nó mát, ở dưới đất cho nó mát nhé. Lỡ có mưa nó cũng đỡ sốc nhiệt. Đấy. Thôi, cũng kết thúc video tại đây nha các anh chị. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bác anh chị ở các tập tiếp theo nhé. Mong tất cả các anh chị đồng cùng đồng hành cùng dàn diễn viên điện tử này cho đến hết thời kỳ làm trái, xem coi sẽ được bao nhiêu trái còn lại trên cây. Và từng giai đoạn một, từng quy trình chăm sóc. Có lúc thì đúng và có lúc thì nó sai, nó không phải là hoàn toàn, tại vì mình không phải là kỹ thuật nữa đâu. Hôm nay có khi làm sai thì mình làm lại, có những cái nào mà không, ý kiến hay, những cái nào mà có thể phát triển được thì mong rằng tất cả các anh chị đóng góp ý kiến nhá. Thôi, xin chào, cảm ơn.